Quả báo. Cuối cùng thì đến nơi rồi. Xe tỉnh có khác, đi lâu ơi là lâu, khó chịu ghê. Nước mía đây, nước mía siêu mát đây. Cô ơi, nước mía ơi. Dạ, em tới liền. Anh uống nước mía à? Ừ, cho tôi một bịch. Uống nước mía nhà em, anh chỉ có mê tít thôi. Chà, nước mía ở đây có vị lạ thật, nhưng mà ngon. Hình như anh không phải là người ở đây. Ừ, lần đầu tiên tôi tới đây đó. Thế à? Người ở nơi khác chắc về đây có việc gì đó thôi. Trong lịch lãm học thức thế này, chắc là nhiều tiền lắm. Cô ơi, cho tôi gửi tiền bịch nước mía. Dạ, 100.000 anh ạ. À. Gì cơ? 100.000? Vâng, 100.000. Có nhầm không cô? Một bịch nước mía thôi, mà những 100.000, tôi tưởng chỉ 10.000 thôi chứ. Này, em nói với anh 10.000 khi nào? Đó là giá ở chỗ anh, còn ở chỗ em giá nó thế mà. Ai kêu anh trước khi mua, không hỏi giá làm chi? Này cô, anh đã uống hết nước mía rồi, thôi nhanh nhanh lên, để tôi còn đi bán hàng nữa. Đây, được chưa? Nhìn người cũng chân chất, vậy mà. Trời ơi, sao tự nhiên lại mưa to thế cơ chứ? Ướt hết cả rồi. Ôi, ui da, đau quá. À, ui da, chết rồi, hình như mình gãy chân rồi, không nhấc lên nổi nữa nè. Hình như là... Làm sao bây giờ? Trời thì mưa, mình lại không mang theo điện thoại nữa, biết gọi ai đưa về đây? Ơ, anh. Cô bị làm sao mà lại ngồi đây giữa trời mưa thế? Tôi bị ngã, gãy chân, chứ khi không ai rảnh ngồi đây. Tôi biết, tại bán nước mía mắc quá, nên trời phạt đó. Anh, thôi anh đi đi. Anh thấy tôi bị như vậy, chắc là hả hê lắm hả? Cô đừng nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mình. Thôi lên xe tôi đưa về. Ngồi đây dầm mưa coi chừng cảm lạnh đấy. Anh... mà tốt vậy sao? Không tin hả? Vậy tôi đi trước nha. Đừng mà. Tôi đùa thôi. Nào, để tôi đỡ cô ra xe. Taxi đang chờ đó. Tôi đâu phải người vô lương tâm, mà thấy người hoạn nạn không giúp chứ. Sao anh lại xuất hiện đúng lúc vậy? Tôi đang đi tìm nhà đứa bạn, tình cờ cùng đường với cô thôi. Bạn anh là ai? Để tôi dẫn đến nhà cho. Làng này ai tôi cũng biết hết. Ồ, thế thì tốt quá. Cảm ơn cô nhé. Ờ, không có gì. Tôi mới phải cảm ơn anh chứ. Xin lỗi anh nha. Chuyện ở bến xe. Thôi bỏ qua đi, tôi quên rồi. Hay là để tôi đưa cô qua bệnh viện kiểm tra. Chứ chân cẳng thế này thì... Anh tốt quá, tôi thật chẳng ra gì. Nghĩ mà xấu hổ, tôi hứa sau này sẽ không... Ê, thôi được rồi, đến bệnh viện nhé. Cảm ơn anh nhiều. Món quà trả nợ. Anh Lâm, anh Lâm. Có chuyện gì thế? Có mối hàng trên thành phố vừa trả lại gốm của xưởng ta. Em tìm hiểu thì thấy họ nhập sản phẩm công nghiệp hàng loại rẻ, lại có thể huy động với số lượng lớn. Trời ơi, cậu tìm các cửa hàng khác để chào bán chưa? Em đang cố gắng mà đã đến đợt phải quay vòng vốn để nhập nguyên liệu. Hôm nay cũng quá hạn trả lương tháng mấy ngày rồi ạ. Công nhân họ đang kêu dữ lắm. Lâm à, đợt tới mình định mở thêm một chi nhánh mới của siêu thị. Thiếu vốn quá, cậu bố trí trả mình 200 triệu vay đợt trước nhé. Ừ, được, được, mình sẽ chuyển tiền. Cậu cầm lấy về mở xưởng gốm thủ công, tớ thấy cậu rất tâm huyết. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong lúc khó khăn. Tớ hứa, muộn nhất chỉ 2 năm nữa,
tớ sẽ trả lại cho cậu cả gốc lẫn lãi. Mình tin tưởng cậu sẽ thành công. Khuya rồi sao anh còn chưa đi ngủ? Xưởng gốm ngày càng khó khăn, rất ít đơn đặt hàng, không còn vốn để quay vòng, mà tiền nợ lương công nhân ngày càng lớn. Thêm vào đó, hôm nay Thắng gọi, bảo đang cầm tiền để đầu tư chuỗi siêu thị. Sao lại đúng lúc này chứ? Làm sao mà trả ngay được? Hay là anh xin khất anh Thắng một thời gian nữa đi. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết của nhau. Không được, cậu ấy nói đang rất cần vốn. Suốt 2 năm cậu ấy không lên tiếng đòi nợ mình là cậu ấy đã tình nghĩa lắm rồi. Mình không thể bội tính với cậu ấy được. Để anh tính cách khác xem. Chào anh có thể bớt chút thời gian xem qua các sản phẩm gốm thủ công của chúng tôi. Tôi có thể nhập được một ít để bán thử, nhưng thanh toán sao được không? Bán nhà, bán xưởng gốm, anh có bị làm sao không? Anh nghĩ kỹ rồi, không có cách nào khác. Làm như thế, mình vừa trả được nợ của Thắng, lại trả được lương cho công nhân. Sĩ diện anh cao quá đấy, chỉ một lời xin hoãn nợ, còn hơn cả nhà mình không nhà không cửa. Không nói nhiều, cứ quyết định như thế đi. Còn chuyện chỗ ở của nhà mình, anh sẽ lo được, em yên tâm. Để anh sẽ làm lại cánh cửa cho đỡ gió. Anh xin lỗi vì đã để em và con phải chịu cảnh này. Thôi anh à, vợ chồng mình có chuyện gì cũng đồng cam cộng khổ là vui rồi. Dù chịu khổ bao nhiêu nữa, nhưng anh thật sự cảm thấy rất thanh thản vì đã trả hết nợ nần và không mang tiếng là kẻ bội tín. Thế anh có cho anh ấy biết vợ chồng mình giờ thế này không? Không, anh ấy vẫn đinh ninh xưởng gốm làm ăn rất tốt nên anh mới trả được nợ. À, cậu này phải phạt vì cái tội lừa dối bạn bè. Thắng, cậu, sao cậu biết mình ở đây? Mình tìm đến tận xưởng gốm xem quy mô ra sao mới biết cậu vì số nợ của mình mà đã bán nhà bán cửa. Mình thật sự bất ngờ vì cậu đã giữ chữ tín như vậy đấy, Lâm ạ. Nợ của mình thì mình phải trả chứ. Lâm này, mình đã mua lại xưởng gốm đó rồi, cậu về quản lý cho mình đi. Chuỗi siêu thị của mình sẽ dành một gian hàng để trưng bày loại gốm thủ công này. Một thời gian nữa, nếu cậu làm tốt, mình sẽ nhượng lại cho cậu đó. Những công nhân giỏi ở xưởng cũng sẵn sàng quay lại vì rất tin tưởng vào một người chủ biết giữ chữ tín như cậu. Cậu cảm ơn cậu nhiều lắm. Đừng cảm ơn tớ, hãy cảm ơn chính mình. Một người trung thực và thành tín như cậu, không sớm thì muộn cũng sẽ thành công thôi. Món nợ tặng mẹ. Trường chuyên của tỉnh rồi mẹ ạ. À, được lắm con trai. Mẹ, chân mẹ sao thế? Không sao con ạ. Mẹ, hôm nay mẹ lại kéo xe ra chợ phải không? Những 10 cây số mẹ lại đi bộ. Chẳng trách chân mẹ lại nứt nẻ rớm máu thế này. Mẹ không sao đâu. Bao giờ thì nhập học con trai? Tiền đâu mà học, đám tang ông nội còn chưa trả hết nợ kia kìa. Hay là thôi, con không đi học nữa. Con ạ, con phải học. Không chỉ vì con, mà vì cả nhà mình nữa. Mẹ, con... Bà bán con bò đi rồi à? Sau này lấy gì cày kéo đây? Không có bò thì tôi dùng tay không, cả đôi bàn chân và đôi bàn tay này, còn hơn một con bò tốt đấy. Thôi thì bà tính thế nào thì tính, tôi suốt ngày ốm đau chẳng giúp được gì, chỉ tội cho bà.
sao mẹ lên mà không báo để con mượn xe đạp ra đón? Mẹ đi bộ quen rồi, không sao đâu con. Con đang học tiếng Anh à? Các bạn ở đây đều học tiếng Anh từ bé mẹ ạ. À, con bây giờ mới bắt đầu, con nghĩ con không thể theo kịp các bạn được. Con à, con là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nghèo khổ là cái khó nhất mà con còn chịu được, thì không có gì khó hơn cái nghèo. Mẹ không thích con kêu khó đâu. Dạ, con hiểu mẹ ạ. À, An, An ơi. Em chào thầy. Chào thầy giáo. May quá, có cả chị ở đây. An, chúc mừng em. Em đã có tên trong danh sách tham gia kỳ thi Olympic toàn quốc tế tại Nga. Cố gắng lên nhé. Dạ. Ôi, thật thế hả thầy? Cảm ơn thầy giáo. An ơi, con phải cố gắng lên con nhé. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu. Mẹ tin ở con. Mẹ ơi, con đoạt giải rồi. Mặc dù gia đình rất khó khăn, nhưng bạn An của chúng ta đã cố gắng vươn lên, đạt thành tích xuất sắc như ngày hôm nay. Bạn là tấm gương sáng để tất cả chúng ta học tập. An, em có thể chia sẻ đôi lời về suy nghĩ của em với mọi người sau khi giành giải thưởng cao quý này không? Xin cảm ơn thầy cô, bố mẹ, các bạn và mọi người. Giờ phút này, em xin được nói vài lời về người mẹ thân yêu của em. Mẹ không truyền thụ kiến thức cho em, nhưng mẹ truyền lửa, dẫn lối cho em. Mẹ cũng là người thầy tuyệt vời nhất của đời em. Thưa mẹ, huy chương vàng này con xin dành tặng mẹ. Cú ngã sinh lời. Các cậu phải làm thật cẩn thận tỉ mỉ đấy. Đây là chiếc giường gỗ quý được hoàng thượng đích thân chỉ định xưởng mộc của chúng ta làm, chứng tỏ ngài rất tin tưởng chúng ta. Rõ thưa sư phụ. Dạ thưa sư phụ, có thánh chỉ tới, triệu người vào cung ngay ạ. À, quái lạ, đâu đã đến ngày hẹn chứ? Không lẽ hoàng thượng nhớ nhầm? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ, hôm nay ta triệu ngươi đến đây để giao cho nhà ngươi một việc mới. 3 năm nữa sẽ là mừng thọ Thái hậu tròn 100 tuổi. Ta muốn dựng cho người một cung điện mới thật đẹp. Ta rất tin tưởng ở tài năng của ngươi, nên giao nhà ngươi việc này, đừng làm ta thất vọng. Sao? 3 năm ư thưa hoàng thượng? Chỉ có 3 năm, làm sao thần có thể kịp xây cung điện chứ ạ? À? Nhưng thời gian không còn, ngươi không được phép trái lệnh, phải cố gắng lên. Dạ, thần tuân chỉ. Mệt quá. Trời ơi, lửa rìu cùng quá rồi. Thế này thì bao giờ mới đốn được thân cây này đây? Hả? Tại sao các cậu lại ngồi chơi thế này? Sao không làm việc đi? Dạ, thưa sư phụ, không phải đồ đệ lười biếng đâu ạ. Mà do thiếu gỗ nên chẳng còn việc để làm. Tốp thợ lên rừng đốn gỗ vẫn chưa thấy về. Chắc tại do mấy ngày nay mưa nhiều quá. Trời ơi, thời gian thì gấp rút, sức người thì có hạn, giờ lại thêm mưa gió cản trở. Làm sao đây? Không được, ta phải lên rừng một chuyến xem tình hình ra sao. Mấy ngày trời mưa lớn, đất đá trơn trượt quá. Ôi, trơn quá. Máu ở đâu ra thế này? Lá cây cỏ dại mà cũng làm tay mình bị thương sâu thế này sao? Trông vậy mà sắc thật đấy, cứ rách cả tay người. Phải rồi, sao mình không thử làm một dụng cụ bằng sắt có răng nhọn và sắc mỏng như mép lá này nhỉ? Rất có thể nó làm đứt được thân cây. Đây, tôi làm đúng như lời ông dặn nhé. Ông đặt làm cái loại dụng cụ này làm gì mà kỳ quặc vậy? Rồi ông sẽ biết.
Sư phụ, cái này dùng để làm gì ạ? Đừng hỏi gì hết, giờ cậu cứ nghe ta. Lần lượt kéo đi rồi lại đẩy lại vài đường xem sao. Thầy ơi, thầy nhìn nè, cây gỗ lớn vậy mà chỉ vài đường đã bị đứt sâu thế này, lại không bị mất sức. Cái này là cái gì mà lợi hại vậy ạ? Thành công rồi. Ta đã có cách để hạ được những thân cây một cách nhanh chóng rồi. Vậy là nhờ phát minh tuyệt vời của mình, chủ xưởng mộc đã kịp dựng xong cung điện cho hoàng thượng đúng hạn, được người trọng thưởng. Còn nhân loại thì có thêm một loại dụng cụ lao động hiệu quả mới, có tên gọi sau này là cưa sắt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.